Mới đây, hội thảo quốc tế Diễn đàn Việt Nam về ngân hàng và tài chính năm 2024 đã được tổ chức tại Học viện Ngân hàng. Đây là diễn đàn học thuật chuyên sâu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, được tổ chức định kỳ hàng năm, hướng tới mục tiêu tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế. Tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi và thảo luận về các chủ đề thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng như hệ thống ngân hàng, kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính và thể chế quản trị doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, định giá và phân bổ tài sản. Diễn đàn được tổ chức với 27 phiên thảo luận, gồm 3 phiên tổng thể, 1 phiên thảo luận bàn tròn và 23 phiên song song, với 73 báo cáo được lựa chọn trình bày, giới thiệu. Học viện Ngân hàng kỳ vọng rằng những chia sẻ, trao đổi trong các phiên chuyên đề của diễn đàn ngân hàng sẽ mang lại những đóng góp thiết thực cho công tác điều hành của Ngân hàng Trung ương và hoạt động của hàng của ngành ngân hàng nhằm nâng cao sức cạnh tranh rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam so với khu vực và thế giới.